Xin kính chào toàn thể quý cô chú, chị đã đến với kênh YouTube của shoptech.com.vn và em là Thắng Shoptech. Ngày hôm nay thì em Thắng rất vui mừng khi về số lượng hàng cực kỳ là lớn để phục vụ quý anh chị em trong vụ ong năm 2024. Hiện tại thì em Thắng chuyên phân phối những sản phẩm ống nhòm chính hãng và ngày hôm nay thì em về thêm một số mã mà rất nhiều anh em đang chờ hàng. Quý anh em có nhu cầu mua hàng thì chúng ta có thể bớt chút thời gian xem video ngày hôm nay, em sẽ báo giá công khai cho các bác. Bên em là tổng kho của Việt Nam, quý anh chị là muốn mua hàng, mua sỉ, mua lẻ thì có thể liên hệ nhé. Rồi, thùng hàng đầu tiên trong lô hàng ngày hôm nay thì em xin phép gửi đến các bác với một mã sản phẩm mà em bán cực kỳ là chạy trong thời gian vừa rồi. Em xin phép mở hộp gửi đến các bác. Và số lượng hàng này em được rất nhiều các bạn nhé. Quý anh em mua hàng thì yên tâm, trong kho này em có rất nhiều. Đây là một chút hàng vừa về, hàng còn đang về thêm và trong kho này còn rất là nhiều. Những cái mẫu ống nhòm mà em Thắng giới thiệu thì các bác mua hàng yên tâm nhé, chất lượng nhất gửi đến tay anh em. Nhận hàng kiểm tra ứng ý thanh toán nó bảo hành 2 năm cho các bác. Rồi, lô đầu tiên, thì chúng ta sẽ có những cái phụ kiện theo kèm mà quý anh em có thể tham khảo. Đó. Đó. À, các bác xem kênh có thể tham khảo. Đây là mắt đậy của Sun Tu này, em có thể em mua thêm một chút mắt đậy của Sun Tu để quý anh em khi mà đi rừng đã, không may là mất thì chúng ta có thể thay vào nhé. Rồi em xin em để sang một bên và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay trong sản phẩm Sun Tu P Series, quý anh em xem kênh có thể tham khảo với thông số là 10, có 10x42 và 8x42, hàng đầy đủ tem mã vạch cho các bác. Chiếc này là chiếc 842. Chúng ta sẽ có công nghệ Super Funimicrob. Trường nhìn là 394 FT. Em xin phép mở hộp gửi đến các bác. Và đây là sản phẩm Sun Tu 8X42. Về bộ phụ kiện của nó thì khi mà các bác mua hàng thì chúng ta sẽ có đầy đủ phụ kiện theo kèm. Một túi đựng này. Quý anh em có thể đi rừng tiện chúng ta có thể để cạnh luôn. Rồi bên cái đó có khăn lau này, khăn lau Sun Tu này. Lò sở giới thiệu của Sun Tu luôn các bạn nhé. Rồi, em xin phép để sang một bên. Và đến với nhân vật chính ngày hôm nay trong sản phẩm Sun Tu 8X42 phiên bản ED các bạn nhé. Kính rất là đẹp. Đó, chúng ta sẽ có một sản phẩm mới 100%. Cốc mắt thì là thân của chiếc này toàn bộ là thân kim loại hết. Hai nấc 8X42 trường nhìn 394 FT. Mới 100%, cốc mắt to 2,4 cm, rất là dễ dàng quan sát các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản P-Series, phiên bản ED đây các bạn ạ. Phủ này, phủ hồng đỏ rất đẹp các bạn. Một cái điểm đáng khen đối với Sun Tu là phủ mạ rất tuyệt vời, phủ mạ cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Thông số ký hiệu của các bạn sản phẩm. Rồi em xin phép để xuống. Mức giá thì em xin phép công khai luôn mức giá của chiếc này là 2 triệu 800 nghìn đồng bao ship và bảo hành cho các bác 2 năm. Nhưng các bác nào mắt yếu ấy, thì chúng ta lưu ý là dùng con 8X thôi nhá. Mắt yếu thì cứ dùng 8X cho em, mắt yếu mà tay không được chắc thì cứ dùng 8X cho em, nó để đảm bảo cái trường nhìn nó rộng và thứ hai hình ảnh nó không bị rung. Đó, 2 triệu 800 nghìn đồng bao ship. Rồi, thùng tiếp theo, thì chúng ta sẽ có cũng là của Sun Tu. Xin phép các bác được việc em muốn các bạn. Xin phép các bác. Rất nhiều nhá. Rất nhiều hàng hóa của nhà em tháng vừa cập bến. Chiếc này chiếc 10X42, quý anh em có thể mua hàng xem kênh và tham khảo mẫu này. Chính xác là chiếc này chiếc 12X50. Xin phép các bác, đây là nãy là một trong những cái dòng sản phẩm mà cũng rất nhiều anh em cũng chờ, đang chờ các bạn, đang chờ thêm mẫu này thì ngày hôm nay chính thức nhà em cập bến nhá. Ngoài phiên bản 8X ra thì nhà em có sẵn là 10X và ngày hôm nay thì em về thêm một phiên bản là 12X50, rất là chắc chắn các bạn. Thiết kế ống này quý anh chị em có thể tham khảo, thiết kế ống rất là đầm tay. Và với thông số là 12X50 thì chúng ta sẽ có trường nhìn là 273 FT. Màu kính rất đẹp các bạn. Thân toàn bộ là hợp kim hết. 300, 200, 273
273 FT. Anh em nào có nhu cầu mua phong độ cao thì liên hệ nhá. Chiếc này thì em xin phép gian lưu với mức giá nó rất là tốt, thì các bác có thể inbox riêng qua Zalo của em Thắng để em cân đối báo cho các bác một cái mức giá tốt. Đây là một trong những cái mã hàng rất thị ít ở thị trường Việt Nam. Không có nhiều đâu các bạn. Sun Tung 12x50 ED. Và mã hàng cuối cùng, đây là một trong những cái thùng hàng nhà em vừa về và chất lượng hàng nó Rồi tiếp đi. mã hàng này thì tăng cường thêm các bạn nhé. Đó, chúng ta sẽ có dòng sản phẩm 340 FT. Chiếc này là chiếc của SK các bạn nhé, dòng sản phẩm cực kỳ chất lượng 340 FT. Ở chiếc này thì em tiếp tục tăng cường để đảm bảo cho các bác vụ ong năm 2024. Chiếc này thì được rất rất nhiều anh em tin dùng và lựa chọn chất lượng bản nâng cấp plus, hai pattern plus đây, cầm rất đầm tay, này, hình ảnh sắc nét này, phủ mạ tuyệt đẹp, trường nhìn rộng, trường nhìn là 340 FT với thông số là 10x42, kính phủ mạ cực đẹp. Với phiên bản này thì chúng ta sẽ nâng cấp lên rồi, có 3 nấc các bạn nhé, tổng cộng là 3 nấc. Cái phòng đệm mát này thì các bác, nhiều bác cũng bảo hơi cứng một xíu, nhưng mà các bác dùng một thời gian lại cái sạc cao su nó sẽ mềm ra và cực kỳ dễ dàng quan sát. Một dòng sản phẩm siêu cao cấp của AK. Chiếc này thì em xin phép giao lưu với các bác là 5 triệu 8 nhé, 5 triệu 800 nghìn đồng cho một dòng sản phẩm chính hãng đến từ AK, thân hợp kim chống nước. Đây là một trong những cái sản phẩm bán cực kỳ là chạy, rất nhiều anh em đã mua và tin dùng rồi. Và không để quý anh em chờ đâu nữa thì em sẽ test video thực tế trong sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại. Và đây là hình ảnh test thực tế trong sản phẩm EK 2 Pattern Plus các bạn nhé. Một trong những vua vân khúc hiện nay. Hình ảnh cực kỳ sắc nét, màu ảnh rất đẹp các bạn. Quý anh em có thể tham khảo em test đâu đó tầm khoảng 80 mét các bạn nhé. Hình ảnh cực kỳ trong trẻo và sắc nét. Đó. Đó, phiên bản EK 2P Plus. Xin chào và hẹn gặp lại.